những ngón tay đan tay cùng cảm xúc. Chào mừng các bạn đang đến với phần dự thi Đan tay cùng cảm xúc vòng chung kết 1, được tổ chức bởi nhóm Những ngón tay đan và phát trên kênh YouTube Những ngón tay đan. Phần dự thi đến từ thí sinh Trần Thị Thu Thảo, màn show báo danh 042. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Tôi thường nghe những câu chuyện tình tan vỡ đến đau lòng. Có kẻ bước đi không bao giờ muốn ngoảnh đầu nhìn lại. Có người lặng lẽ ôm nỗi nhớ mong về quá khứ, tiếc nuối cho những mảnh ký ức dở dang. Cũng sẽ có hai người yêu nhau nhưng cái kết không được trọn vẹn. Tôi cũng chẳng còn cảm thấy xa lạ nữa, bởi chuyện yêu đương bao đời nay mấy khi được suôn sẻ thẳng tắp một đường, mà nó sẽ quanh co và thật nhiều lối rẽ. Người thì muốn dừng chân ở chốn này, kẻ lại muốn đi đến trạm khác. Hoặc cũng sẽ có ai đó chỉ muốn nghỉ ngơi và chọn cô đơn cho hết một kiếp người. Tôi từng nghe một câu nói rất hay: đúng thời điểm gặp đúng người là hạnh phúc, đúng thời điểm gặp sai người là bi thương, sai thời điểm gặp đúng người là tiếc nuối, sai thời điểm gặp sai người là bất đắc dĩ. Đấy, có biết bao nhiêu là lý do khiến chúng ta không đi đến một cái kết tốt đẹp. Mấy nỗi bi thương khiến ta cứ giày vò dằn vặt bản thân vì những quyết định sai lầm, vì những lần dại khờ trao con tim mà không nghĩ ngợi, để khi một ai đó rời xa, ta chỉ có thể tự mình ôm trọn với thương lòng, lau vội giọt nước mắt và mong cầu chốn bình yên nơi tâm hồn đang rỉ máu. Anh rời bỏ em rồi. Một chủ đề nghe rất đau thương đúng không? Đây phải chăng là lời của một cô gái thốt lên trong sự bất lực đến tột cùng, muốn níu giữ nhưng chẳng thể nào tìm lại được, muốn sửa sai nhưng đã quá muộn màng. Tôi xin được phép sống trong tâm tư của những cô gái trải lòng về chuyện tình của mình, những lời em muốn nói với anh. Mời các bạn đến với một bài viết của tác giả An Nghi với tựa đề Giá như mình gặp nhau vào một thời điểm khác. Ngày anh đến, em không nghĩ mình sẽ bắt đầu một mối tình. Ngày anh đi, em không nghĩ mình sẽ yêu thêm một ai khác. Sau những ngày dài trượt dài trong những nghĩ suy và mệt mỏi, em nghĩ mình đã bắt đầu sợ cái gọi là tình yêu, hay nói đúng hơn là sợ bản thân sẽ phải thất vọng. Anh là người mà em đã cố gắng vun đắp rất nhiều lòng tin, chỉ tiếc mình gặp nhau sai thời điểm. Giá như mình gặp nhau vào một thời điểm khác, khi em đã quên anh ta và anh đã quên cô ấy, có lẽ câu chuyện của chúng mình đã chẳng trở thành tạm bợ. Nhưng trách làm sao được, khi người muốn bắt đầu mối quan hệ của chúng mình lại chính là em. Nhiều lúc em tự nghĩ, nếu như hôm ấy anh quyết tâm không ở lại, có lẽ cho đến thời điểm hiện tại, mình vẫn còn có thể đối diện với nhau với tư cách bạn thân. Và nếu chúng ta quyết định nắm tay nhau chậm hơn một chút, khi cả hai đã biết rõ là mình muốn gì, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ tốt hơn. Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu như, mọi điều không thể trở về thời điểm xuất phát. Những ngày bên anh, em đã thay đổi rất nhiều. Em sống với cảm xúc của chính mình nhiều hơn mà không cần phải gồng mình chịu đựng mọi thứ. Em bắt đầu học cách mở rộng lòng mình ra để kể cho anh nghe một ngày của mình trôi qua như thế nào. Em có thể để cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn dài qua màn hình điện thoại vào những ngày em yếu đuối. Đó là điều mà trước nay em chưa từng làm với một ai cả. Cả em và anh, chúng ta đã sống trong giấc mộng mà mình cùng nhau xây dựng. Nhưng tiếc thay, mộng vốn xa rời thực tế. Khoảng cách cả ngàn km vốn chẳng thể thay thế bằng vài bước chân. Những icon trên điện thoại vốn không thể thay thế một người bằng da, bằng thịt. Và em hay anh vốn không thể thay thế vị trí của một ai đó trong lòng mình.
chúng ta cố gắng khỏa lấp những nỗi cô đơn bằng những nỗi cô đơn khác. Liệu chúng ta có ổn không anh? Giá như chúng mình đi chậm một chút và bớt đậm sâu, thì vết thương trong nhau không nhiều như thế. Giá như mình không vội vàng lao vào nhau như thiêu thân lao vào lửa đỏ, có lẽ vết thương chúng ta để lại trong nhau đã có phần nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Em vẫn nhớ cái ngày anh bảo với em anh đã thấy mệt rồi. Em nhìn lại chính mình cũng đang mệt nhoài với những cố gắng trong vô nghĩa. Đó là ngày chúng mình kết thúc. Nếu có ai hỏi em rằng anh có tốt không, em sẽ mỉm cười và trả lời rất tốt. Chỉ là đôi khi những thứ tốt lại chẳng thuộc về mình. Điều không là của mình cố giữ chỉ đau lòng, người không là của mình cố giữ cũng như không. Em à, em có đau lòng không cô gái? Em trách chi bản thân và người em yêu khi cả hai đều là những con người nhỏ bé, không thể tránh khỏi những cảm xúc mơ hồ mà nhất thời tìm đến nhau như những người cứu cánh. Em nói chi những lời giá như chỉ là những điều giả tưởng. Em buồn chi khi cả hai cũng đã từng cho nhau những phút giây cận kề được chia sẻ và yêu thương. Tôi không dám bảo em đừng buồn, đừng khóc, nhưng tình yêu là thế, khi đến là một niềm hạnh phúc, khi đi chính là một loại trải nghiệm. Những tiếc nuối về thời điểm say có thể chỉ khiến em sống trong nỗi dằn vặt về bản thân, về anh ấy. Thôi thì hãy nhớ về người ta như một mảnh ký ức đẹp, đã đến và đã thoáng qua. Tiếc nuối đó xin cất trọn vào trong quá khứ. Và em biết không, cũng giống em, có những cô gái cũng đang trượt dài trong những nỗi nhớ mang tên anh. Như cô gái sau đây, em có thể cũng sẽ thấy mình trong đó đấy, có thể một chút ít thôi, trong câu chuyện mà tác giả Hoàng Vũ muốn kể, mang tựa đề Anh đi rồi. Anh đi rồi, và bỏ lại sự chơi vơi vô định đến đáng sợ. Nhiều lúc tự hỏi, có nơi nào đủ bình yên để chứa chấp lấy tấm thân em vào những lúc mệt mỏi? Mùa nào đủ yêu thương để tạm gác lại những nỗi nhớ đông đầy? Phải chăng chỉ khi cô đơn bủa vây kín tâm hồn em chằng chịt, vết thương chồng lên vết thương rỉ máu làm tim em đau rát, thì lúc đó em mới chịu tìm về sâu thẳm nơi lòng ngực mình, tìm về một chút bình yên, tĩnh lặng đến vô hồn. Nơi chúng mình dựng chân, em vội quẹt ngang giọt nước mắt lưng chừng vẫn còn đang ngấn mi, dòng mascara cũng đã nhẹ đi đôi chút. Mình rời nhau khi nào vậy anh? Em chẳng nhớ nổi lý do vì sao thời ấy mình rời nhau. Phải chăng vì em quá trẻ con, không hiểu nổi tính cách anh và chẳng thể bên cạnh anh san sẻ những lần mệt mỏi? Hay vì cái tôi của chúng ta quá cao mà chẳng ai chịu chùng mình xuống để vỗ về cái cảm xúc ngang ngược lúc đó? Em không tiếc nuối ngày ấy mình bỏ rơi nhau. Em chỉ tiếc những khoảnh khắc đẹp của ngày đó giờ đây chỉ còn một mình em, xếp gọn gàng ngăn nắp trong ngăn tim chính mình. Em làm như vậy cũng bởi vì em sợ một ngày nào đó, nếu anh quay lại sẽ thấy những rối ren ngày trước quá xáo trộn, rồi lại ngoảnh mặt bước đi thật vô tâm. Cơ mà, làm gì có ngày anh quay lại nữa. Chẳng phải em đã ngấn mi bao nhiêu năm đợi chờ, chỉ để mong một ngày nào đó anh sẽ trở vậy hay sao? Ngày nào em còn thương, em thương cái quá khứ tồi tàn nhưng khắc ghi trong tâm can em một nỗi nhớ vô hình, đủ để giết chết chính em trong những ngày ở thực tại. Ừ thì em còn nhớ, nhớ đôi lần mình đan tay ôm ấp những lời thề hẹn. Mình đã bên cạnh nhau như thế, mình đã mỉm cười với nhau như anh nên lãng mạn soi rọi hai mảnh đời nơi góc phòng thân thuộc. Làm sao mà em quên được? Em về đây, nơi có những thước phim quay chậm tưởng chừng đã cũ nát. Kỷ niệm xưa, bàn tay ấm áp, những cái ôm siết chặt vào ngày đông quẩn quanh xe lạnh. Em tần ngần mình trước biển, thầm nghĩ đêm không bình yên đến thế, bởi sóng vỗ rì rào ngày đó em thấy mình lạc lõng bên anh. Mưa rồi anh à, Sài Gòn lại mưa,
trời đổ cơn mưa tí tách nặng hạt, kéo em về với thực tại đầy rẫy những rối ren. Em nhớ anh, nhưng sau cùng cũng chỉ mỗi mình em là nhớ. Thương, sau cùng chỉ mỗi mình em là thương. Anh đi rồi và đã thuộc về người khác, có vòng tay ấm áp chẳng phải là em. Anh đi rồi, em vẫn giữ cho trái tim mình sự ngột ngạt, lây lắc giữa phố qua mùa em thầm gọi tên anh bằng hai từ hoài niệm. Và rồi thầm gọi tình mình bằng hai từ đã cũ, phải không anh? Ừ thì, Sài Gòn này vốn chẳng phải của riêng nhau. Anh của thời ấy, em đã từng trân trọng và xem là tất cả. Anh của bây giờ vẫn là tất cả, nhưng không còn là của riêng em. Cô bé à, lại là mỗi em mong chờ một điều gì đó có thể sẽ không xuất hiện. Lại là mỗi em tương tư một hình bóng mà chẳng thuộc về mình. Lại là mỗi em thất vọng trong những nỗi đau thương tự mình gánh lấy. Em hãy thương cho chính cảm xúc của mình đi. Thương cho đôi mắt đã bao lần sưng húp mỗi khi khóc nghẹn. Thương cho trái tim đang quặn lên đau nhói về một ai đó đã rời đi. Sự ra đi có khi là một loại giải thoát cho chính cả em. Hãy yêu lấy bản thân em, nâng niu lấy em. Và biết đâu một ngày nào đó sẽ có một người thay em làm những điều như thế. Đó là những lời mà tôi muốn nhắn nhủ với những cô gái ấy. Tôi chẳng phải là một chuyên gia trong tình yêu để có thể đưa ra những lời khuyên hay nhất, đúng đắn nhất. Tôi chỉ nghĩ rằng sống mãi trong quá khứ thật chẳng dễ dàng gì, có khi là đang ngược đãi bản thân. Chi bằng hãy quan tâm đến mình và những người ở hiện tại. Anh rời bỏ em rồi. Em sẽ xem nó như một điều tất yếu. Em sẽ làm quen và sẽ đi tiếp một cách thật mạnh mẽ. Xin cảm ơn vì đã lắng nghe những cảm xúc của tôi.